Nga nói đã đưa Ukraine văn bản về đàm phán hòa bình, Kyiv phủ nhận. Ukraine đề nghị đàm phán với Nga để di tản quân đội và dân thường ở Mariupol. Trùng hợp, máy bay trinh sát hàng hải của Mỹ biến mất ở biển Đen 3 giờ trước khi tàu Moskva của Nga bị chìm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu bất ngờ thăm Kyiv. Đức không tiết lộ toàn bộ vũ khí gửi cho Ukraine. Lâm xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mục tin thế giới sáng ngày 21 tháng 4 của DKN TV. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, Điện Kremlin ngày 20 tháng 4 cáo buộc Ukraine thoái lui trong các cam kết đã đưa ra trong các cuộc đàm phán hòa bình của hai bên và điều này đang gây ra hậu quả xấu cho các cuộc đàm phán. Đài truyền hình Nga RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tốc độ của các cuộc đàm phán là không khả quan. Ông nói quả bóng đang ở trên sân của Kiev vì Nga đã trao một văn bản cho phía Ukraine. Ông khẳng định Nga đang chờ phản hồi của Ukraine về văn kiện này. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ tuyên bố của Nga. Ông cho biết ông không thấy hay nghe gì về tài liệu mà phía Nga khẳng định đã gửi cho Ukraine liên quan đến vấn đề đàm phán hòa bình. Ukraine đề nghị đàm phán với Nga để di tản quân đội và dân thường ở Mariupol. Thưa quý vị, các nhà đàm phán cấp cao của Ukraine hôm thứ Tư đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán đặc biệt với Nga tại Mariupol mà không kèm theo điều kiện nhằm sơ tán quân đội và dân thường khỏi thành phố cảng bị bao vây nhà đàm phán Mikhail Polodiak đã tweet vào ngày thứ Tư rằng các cuộc đàm phán có thể là gặp riêng hoặc theo nhóm để cứu những người dân và quân đội. Hôm thứ Tư, Ukraine đã cáo buộc các lực lượng Nga không tuân thủ một thỏa thuận ngừng bắn địa phương đủ lâu để cho phép một số lượng lớn phụ nữ, trẻ em và người già di tản khỏi thành phố. Lực lượng Ukraine còn lại trú ẩn trong nhà máy luyện kim Azovstan ở Mariupol đã phớt lờ tối hậu thư của Nga. David Arakhamia, là nhà đàm phán thứ hai cho biết trong một bài đăng trực tuyến rằng ông và polodiak thường xuyên liên lạc với các lực lượng ukraine trong thành phố ông nói hôm nay trong một cuộc trò chuyện với những người bảo vệ thành phố một đề xuất đã được đưa ra để tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp tại chỗ về việc sơ tán các đơn vị đồn trú quân sự của chúng tôi về phần mình chúng tôi sẵn sàng đến bất cứ lúc nào để tiến hành các cuộc đàm phán như vậy ngay khi nhận được xác nhận từ phía nga Thưa quý vị, chiến hạm Biển Đen Moscow của Nga đã bị một tên lửa hải vương tinh của Ukraine bắn trúng ở Biển Đen vào ngày 13 và cuối cùng đã bị chìm, gây chấn động thế giới. Truyền thông Anh tiết lộ rằng ngay trước khi Moscow bị tấn công, một máy bay trinh sát hàng hải P-8 Poseidon của Mỹ vừa bay qua Biển Đen và radar của máy bay trinh sát được cho là có thể theo dõi tàu trong phạm vi 160 km. Theo báo Times của Anh, Máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Mỹ đã theo dõi Moscow trong nhiều giờ trước khi nó bị bắn trúng và có thể đã cung cấp địa điểm của con tàu cho quân đội Ukraine. Máy bay trinh sát hàng hải P-8 do công ty Boeing của Hoa Kỳ thiết kế và sản xuất dựa trên máy bay chở khách Boeing 737-800. Tuy nhiên, máy bay này không phải chở khách mà là thiết bị theo dõi để tuần tra, trinh sát hàng hải và tác chiến chống tàu ngầm. Báo có cho rằng máy bay trinh sát P-8 của Mỹ đã cất cánh từ Ý và dừng lại ngoài khơi biển đen của Romani trong nỗ lực xác định vị trí của hạm đội biển đen của Nga. Các nền tảng trinh sát như máy bay không người lái của NATO đã theo dõi các hoạt động của Nga từ bờ biển Ba Lan, biên giới Ukraine đến biển đen kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Máy bay P-8 được cho là đã rời trạm hàng không Hải quân Mỹ ở Sicily vài giờ trước cuộc tấn công ngày 13 tháng 4. Thiết bị theo dõi đã bị tắt trước khi nó đến bờ biển đen, vì vậy không thể theo dõi trực tuyến thông qua trang web Flightradar24 và nó đã vô hình trong gần 3 giờ trước khi quay trở lại màn hình radar. Amelia Smith, một nhà phân tích dữ liệu hàng không, cho biết thêm máy bay của Mỹ đã hoạt động dọc theo bờ biển đen vào ngày xảy ra vụ tấn công. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ từ chối xác nhận liệu họ có hỗ trợ trong cuộc tấn công Ukraine bằng cách cung cấp dữ liệu tình báo hay không. Nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết, cùng với sự hỗ trợ của chúng tôi ở sân phía đông của NATO, chúng tôi tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra trên không, giới hạn ngoài khơi bờ biển Romani, nhưng chúng tôi sẽ không thảo luận chi tiết về các hoạt động này. Thưa quý vị, hôm thứ Tư, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, cam kết xét sát cánh với Ukraine. Ông Michel đã đến thăm thị trấn Borodianka phía tây bắc của Kiev trước khi hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại thủ đô. Ukraine nghi ngờ rằng Quân đội Nga đã thực hiện các hành động tàn bạo ở Borodienka và Bucha. Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Chủ tịch Hội đồng châu nói trong một cuộc họp báo chung với ông Zelensky ở Kiev. Không có lời nào để thể hiện những gì tôi cảm thấy. Đây là những hành động tàn bạo. Đây là tội ác chiến tranh. Họ phải bị trừng phạt. Họ sẽ bị trừng phạt. Trong bài đăng trên Twitter, ông viết: Lịch sử sẽ không quên những tội ác chiến tranh đã gây ra ở đây. Không thể có hòa bình nếu không có công lý ông Michel ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Ukraine. Ông nói, các bạn không đơn độc, chúng tôi sẽ ở bên các bạn và sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ và bảo đảm rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến. Ông Michel cho biết EU đã cung cấp cho Ukraine 1,5 tỷ euro, tương đương 1,63 tỷ đô la Mỹ thiết bị quân sự, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nhưng sẽ tìm kiếm thêm nhiều biện pháp hơn để đáp trả cuộc xâm lược của Nga. Ông nói, Tôi tin chắc rằng sớm hay muộn chúng ta sẽ nhắm mục tiêu vào dầu khí. Tổng thống Zelensky hoan nghênh tín hiệu chính trị mà ông đã gửi khi đến thăm Brodyanka. Ông cũng hối thúc Brussels tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga và kêu gọi hoàn toàn cấm vận năng lượng bao gồm nhập khẩu dầu và khí đốt. Tổng thống Ukraine hoan nghênh gói trừng phạt thứ 6 đang được EU chuẩn bị, nhưng nói thêm, dầu mỏ nên là một phần của gói thứ 6. Nếu không có điều này thì gói trừng phạt này sẽ trống rỗng, sẽ không đủ mạnh. Ông Zelensky cho biết ông và Chủ tịch Michel cũng đã thảo luận về các câu hỏi của Ukraine với bảng câu hỏi về việc tuân thủ các tiêu chí của EU, vốn được coi là điểm khởi đầu cho Ukraine trong nỗ lực trở thành thành viên EU. Thưa quý vị, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 20 tháng 4 cho biết nước này quyết định không công khai tất cả loại vũ khí đã gửi để hỗ trợ Ukraine. Bà Baerbock phát biểu: "Chúng tôi đã giao tên lửa chống tăng". Tên lửa phòng không Vakvai Stingers và các thiết bị mà chúng tôi chưa bao giờ công khai để quá trình vận chuyển tới Ukraine có thể diễn ra nhanh chóng. Khi được hỏi liệu Đức có chuyển pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 cho Ukraine hay không, ngoại trưởng Bebock nói rằng Berlin sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng và bảo trì các hệ thống vũ khí tiên tiến mà Kiev mua được hoặc được các nước khác gửi. Trước khi nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Đức không mặn mà với những lời kêu gọi viện trợ vũ khí cho Ukraine, bất chấp căng thẳng leo thang. Chiến sự bùng phát sau đó đã buộc Đức phải thay đổi chính sách, gửi tên lửa phòng không vác vai và tên lửa chống tăng cùng nhiều khoản hỗ trợ khác cho Ukraine. Theo các thông báo của giới chức Đức, họ chưa cung cấp vũ khí nặng cho Ukraine như xe tăng, trực thăng và máy bay. Lãnh đạo đảng đối lập Friedrich Merz đã thúc giục chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz gửi vũ khí nặng Ukraine trước đó đã đề nghị Đức hỗ trợ 100 xe thiết giáp Marder được sản xuất bởi công ty Raymoto. Giám đốc công ty là Armin Papager đã khẳng định họ có thể nhanh chóng chuẩn bị khoảng 20 chiếc Marder và gửi cho Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Tristina Lebrecht hồi đầu tháng nói rằng nước này không còn khả năng viện trợ khí tài trực tiếp từ kho vũ khí quân đội cho Ukraine do vẫn phải duy trì một lượng dự trữ để bảo đảm khả năng phòng thủ quốc gia và bảo vệ đồng minh NATO. Theo quý vị bộ trưởng tài chính Anh Rishi Sunak cho biết, các quan chức tài chính hàng đầu từ Anh, Mỹ và Canada đã bước ra khỏi cuộc họp G20 vào hôm thứ tư khi đại diện của Nga phát biểu. Theo một nguồn thạo tin, các quan chức Ukraine tham dự cuộc họp cũng có động thái tương tự. Ông Sunak viết trên Twitter: "Trước đó tôi cùng với những người đồng cấp Mỹ và Canada đã rời cuộc họp G20 hôm nay ở Washington khi các đại diện Nga phát biểu." Chúng tôi thống nhất lên án cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine và sẽ thúc đẩy sự phối hợp quốc tế mạnh mẽ hơn để trừng phạt Nga. Thứ trưởng Tài chính Nga Timur Mashimov đã đích thân tham dự cuộc họp, trong khi Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga tham dự trực tuyến. Bộ Tài chính của Nga đã không đề cập đến việc các đại diện từ Anh, Mỹ, Canada bước ra khỏi cuộc họp trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp. Tuyên bố trích dẫn lời của Siluanov kêu gọi G20 không chính trị hóa đối thoại giữa các thành viên và nhấn mạnh nhóm luôn tập trung vào kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Đức, Christian Lindner, cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về việc tăng trưởng toàn cầu chậm lại, lạm phát cao và các vấn đề về chuỗi cung ứng. Ông nói với báo giới, nước Nga phải bị cô lập. Các nguồn tin tiết lộ Reuters, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói với những người tham dự rằng, bà rất phản đối việc quan chức cấp cao của Nga có mặt tại cuộc họp. Một nguồn tin cho biết thêm, Brazil nói với những người tham gia rằng có thể không có hoạt động kinh doanh như thường lệ đối với Nga trong nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde đã thúc giục ông Maximov chuyển đến Moscow một thông điệp rõ ràng, đó là chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Bà Christina Freeland, phó thủ tướng Canada và là một người gốc Ukraine, đã lên kế hoạch tẩy chay bất kỳ phiên họp nào mà quan chức Nga cố gắng phát biểu. Bà cho biết bà đã bước ra khỏi cuộc họp của G20 để phản đối sự tham gia của Nga. Bà viết trên Twitter: "Các cuộc họp tuần này ở Washington nhằm hỗ trợ nền kinh tế thế giới, và cuộc xâm lược trái phép của Nga vào Ukraine là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu." Thưa quý vị, một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ tư cho thấy, ngày càng nhiều người Thụy Điển ủng hộ việc gia nhập NATO, khi các nhà hoạch định chính sách ở cả Thụy Điển và Phần Lan cân nhắc xem liệu cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có dẫn đến việc chấm dứt hàng thập niên duy trì chính sách trung lập về quân sự hay không. Cuộc thăm dò do Demoscope thực hiện cho biết 57% người Thụy Điển hiện ủng hộ gia nhập NATO, tăng từ 51% hồi tháng 3. Những người phản đối giảm xuống từ 24% còn 21%, trong khi những người chưa quyết định giảm từ 25% xuống còn 22%. Cuộc thăm dò hồi tháng 3 là cuộc thăm dò đầu tiên cho thấy đa số người Thụy Điển ủng hộ việc gia nhập NATO. Thụy Điển đã không có chiến tranh kể từ thời Napoleon và đã xây dựng chính sách an ninh của mình về không tham gia vào các liên minh quân sự. Nhưng giống như Phần Lan của xâm lược Ukraine mà Moscow gọi là hoạt động quân sự đặc biệt đã buộc hai quốc gia này phải suy nghĩ lại. Cả Phần Lan và Thụy Điển đều được coi là có khả năng cao sẽ tham gia Liên minh NATO. Cuộc thăm dò do Demoskop bao gồm 1.177 cuộc phỏng vấn được thực hiện từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4. Thất bại của Nga khiến Trung Quốc lên kế hoạch B cho kịch bản Đài Loan. Thưa quý vị, kê bút Tsukasa Hadano của trang Nikkei ngày 20 tháng 4 có bài viết với tiêu đề Thất bại của Nga khiến Trung Quốc lên kế hoạch B cho kịch bản Đài Loan. Dưới đây là góc nhìn của tác giả Hadano. Khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine phải kéo dài, Trung Quốc đã bắt đầu xem xét lại các kịch bản về cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Đài Loan và đánh giá lại những khó khăn nếu muốn chiếm một khu vực đô thị lớn như Đài Bắc. Nhận thấy rằng quyết định đánh nhanh thắng nhanh khó có thể thành công, Bắc Kinh dự kiến sẽ tìm kiếm các giải pháp thay thế như mở rộng kho khí hạt nhân, như một cách để ngăn chặn sự can dự của quân đội Mỹ nếu xảy ra các cuộc đụng độ ở eo biển Đài Loan. Một đảng viên dày dặn kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiết lộ rằng, các cuộc chiến hiện tại của quân đội Nga đang gây ra những làn sóng chấn động lớn trong toàn đảng. Các lực lượng Nga bắt đầu xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, theo các dự đoán, Tổng thống Putin có thể dự kiến sẽ nắm quyền kiểm soát Kiev và lật đổ Tổng thống Zelensky chỉ trong vài ngày. Nhưng ngược lại với dự kiến của ông Putin, Ukraine đã mạnh mẽ chống lực lượng của nga. Ukraine đã thành công trong việc đẩy lùi quân xâm lược nga ra khỏi xung quanh Kiev, buộc nga phải chuyển trọng tâm sang các khu vực phía đông và phía nam của Ukraine. Theo phân tích của các nguồn tin quân sự Trung Quốc và các chuyên gia an ninh Nhật Bản, Bắc Kinh đã hình dung các kịch bản quân sự đánh chiếm Đài Loan là nhanh chóng và dứt khoát. Đầu tiên, Trung Quốc có thể đã lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mạng để vô hiệu hóa hệ thống thông tin liên lạc và các cơ sở tầng khác của Đài Loan. Sau đó, Bắc Kinh sẽ phóng tên lửa vào các hệ thống và căn cứ phòng không của Đài Loan, giành quyền kiểm soát không phận của hòn đảo này trước khi gửi quân và vật liệu chiến lược bằng đường hàng không hoặc đường biển. Vì quân đội Mỹ đóng quân cách đó khoảng 600 km ở Okinawa, thành công của Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào việc chiếm được Đài Bắc trước khi quân đội Mỹ có thể can dự. Một nguồn tin quân sự Trung Quốc dự đoán, sẽ mất ít nhất 7 ngày để Mỹ giải quyết các rào cản cần thiết trong nước và đưa quân đến Đài Loan. Nhưng theo một cựu thành viên quân đội Trung Quốc, cuộc gia tranh kéo dài ở Ukraine đã làm nổi bật những thiếu sót tiềm tàng trong kế hoạch thôn tính Đài Loan của Bắc Kinh. Quân đội Trung Quốc hiện đang đặc biệt lo ngại trước những thách thức tiềm tàng khi chiếm Đài Loan. Thủ đô của Đài Loan có dân số khoảng 2,6 triệu người, gần tương đương với Kiev, nhưng mà độ dân số đông gần gấp 3 lần và thêm 4 triệu người dân sống ở vùng ngoại ô. Bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào chống lại Đài Bắc đều có thể dẫn đến thương vong lớn về dân sự. Mặt khác, nếu Bắc Kinh lên kế hoạch một cách thận trọng để hạn chế thương vong dân sự, thì quân đội Mỹ sẽ có thêm thời gian để can thiệp. Tiếp nữa, nếu Bắc Kinh áp dụng chiến lược tấn công phủ đầu nhằm vào Tổng thống Thái Anh Văn, thì còn khó khăn hơn vì sẽ vấp phải sự phản kháng của quân đội và nhân dân Đài Loan. Eo biển Đài Loan rộng hơn 100 km và có dòng chảy mạnh. Việc điều quân vượt eo biển cũng mất nhiều thời gian, Đài Loan cũng đang nhanh chóng khai triển tên lửa hành trình và tên lửa dẫn đường Patriot Advanced Capability 3. Một cựu quân nhân Trung Quốc cho biết có một nhận thức mới về việc vượt qua biển sẽ khó khăn như thế nào. Trong báo cáo công tác của chính phủ Trung Quốc được đưa ra vào ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Bắc Kinh vẫn cam kết tuân thủ các nguyên tắc và chính sách lớn liên quan đến Đài Loan. Cam kết tuân thủ chính sách chung của Trung Quốc nhằm giải quyết vấn đề Đài Loan trong kỷ nguyên mới và nguyên tắc một Trung Quốc, Phát biểu công lý là một dấu hiệu cho thấy trong khi Trung Quốc đại lục hướng tới mục tiêu thống nhất hòa bình với Đài Loan, Bắc Kinh rất có thể sẽ sử dụng vũ lực. Chủ tịch Tập dự kiến sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tại đại hội vào mùa thu năm nay. Từ lâu đã có suy đoán rằng đại lục có thể xâm được Đài Loan trước khi nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập kết thúc vào năm 2027. Trung Quốc dường như hiện đang duy trì thái độ cứng rắn đối với Đài Loan, nhưng phía sau các quan chức lại đang suy xét lại giáo sư Sashunhiro Matsuda của Đại học Tokyo dự đoán. Giờ đây có một giao cản lớn hơn đối với việc dùng vũ trang thống nhất Đài Loan. Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc xây dựng hạt nhân. Là một chuyên gia về an ninh Trung Quốc, ông Matsuda cho rằng, chính quyền Trung Quốc đang cố gắng kìm hãm các lực lượng ủng hộ độc lập ở Đài Loan và ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ bằng cách xây dựng một kho vũ khí hạt nhân siêu lớn. Risa Moma, giám đốc của Tổ chức Nghiên cứu Khu vực tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một cuộc tấn công vào thẳng trung tâm Đài Loan có vẻ khó khăn, nên khả năng chính quyền ông Tập có thể cố gắng giành quyền kiểm soát quần đảo Đông Sa do Đài Loan quản lý để xây dựng cơ sở trung chuyển. Thưa quý vị, mục tin thế giới sáng của DKN TV đến đây xin được tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.